mẫu kệ tivi 2 tầng, cột nho con sóc, tầng bên dưới là để âm ly và tầng bên trên là để các cái tủ rượu trang trí, dành cho những bác nào thích sự độc lạ và hàng cao cấp thì có thể tham khảo cái sản phẩm kệ tivi cột nho con sóc thiết kế riêng theo từng không gian. Bộ sản phẩm này thì đặt theo yêu cầu là ở bên dưới thì để hệ thống âm thanh loa đài, bên trên để tivi và hai bên thì có thể để trang trí rượu hoặc là những cái đồ trưng bày ở bên trên. Bộ sản phẩm này đặc biệt hơn những hàng thông thường từ chất liệu gỗ cũng như quy cách làm, độ dày cũng khác so với những cái sản phẩm hàng chợ. Thì các bác quan tâm có thể xem kỹ trong cái phần video này, em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác cùng tham khảo. Đầu tiên là cái phần cánh này, các bác nhìn thấy ngay cái cánh này, bên em làm rất là dày. Cái cánh này là dày là 4 cm, ván cánh này dày 4 cm, các bác nghe kỹ em giới thiệu nhé, chia sẻ luôn. Ván cánh dày 4 cm thì khung cánh dày bao nhiêu? Khung cánh này bên em dày làm 5 cm đây. Khung cánh, chỉ phần khung cánh thôi, dày 5 cm. Ván là liền khối này. Đấy, tấm ván này là một tấm ván liền, dày 4 cm. Đấy, các bác thấy cái độ dày của nó siêu dày. 4 cm tương đương dày với khuôn tranh của hàng dày rồi. Nhưng đây em làm ván, ván dày 4 cm và đặc biệt là đục thủ công. Đục thủ công mỹ nghệ đây, đục thủ công 100% là đục tay hết. Đấy. Cái đường nét đục chạm của đục tay nó sẽ khác rất nhiều so với hàng đục máy. Họa tiết trên cánh này là đục tay, không phải là hàng chấp lỗi hay đắp lỗi giống như hàng chợ. Đây là hàng đục thủ công từ một khối gỗ liền dày 4 cm, hạ lèn xuống. Đây, hạ lèn xuống nhé, kỹ càng, các bác tham khảo. Đấy. Khung cánh, khung đây là cái khung cánh thì dày là 5 cm rồi. Thì cái cột này, cái cột này bên em cũng làm là dày 5 cm, không phải là cái dày 3 cm giống như hàng chợ nhé. Các bác lưu ý cái hàng này rất chi là dày, dày dặn luôn. Đó. Cánh to, một cái họa tiết đấy thôi mà phải làm lên một tấm ván liền. Và bản lề, bên em làm bản lề bằng đồng, bản lề xịn hết, rất chắc chắn. Và bên trong thì sao? Đây các bác cái thưởng lãm luôn. Toàn bộ bên trong bên em làm ván là ván liền nhé. Đấy, nhìn tấm ván nào cũng là ván liền, kể cả ván đá, ván mặt đá này, đây. Các bác lưu ý là ván đá em cũng làm ván liền một tấm ván đá. Không làm hàng chợ, hàng chấp ghép. Ván hồi, ván hồi bên em cũng làm ván liền. Cái hàng này hàng siêu VIP, gọi là hàng đỉnh của đỉnh luôn. Giá trị một chiếc kệ tivi này có bằng 5 hoặc 6 chiếc kệ tivi khác. Nó sẽ trường tồn được thời gian luôn, nó không ọp ẹp giống như hàng chợ. Đấy. Về cái phần khung này, đây các bác có thấy cái độ dày của khung này không? Rất dày. Đây là khung dưới và khung trên, cục trên cục dưới. Đây, để cận cảnh chi tiết hơn thì các bác có thể tham khảo này. Cái khung này hay là khung tranh bên em cũng làm dày là 4 cm, dày 4 cm. Đây, dày 4 cm nó sẽ dày như này, cái phần khung tranh này. Đấy, các bác. Ván cánh dày 4 cm nguyên khối như này em đục ra một cái cảnh. Đó. Đấy là phần khung nhá. Hai bên đều là cánh liền khối đục tay. Đây là cánh thứ hai, cánh này cũng là dày 4 cm liền khối. Em mở ra để các bác chiêm ngưỡng cái hàng siêu VIP, nó khác rất nhiều so với những cái hàng chợ thông thường. Như các bác đặt cái hàng cao cấp nó sẽ khác. Bên trong này, bên trong đều làm ván liền hết, từ ván đé cũng là liền một tấm. Các bác đi mua kệ, các bác có thể kiểm tra mở bên trong cái kệ ra xem, ván không bao giờ là ván liền một tấm, toàn bộ là hàng chấp ghép, hàng chợ nó chỉ vậy thôi. Đây là ván hậu này, các bác thấy cái tấm ván hậu này nó đẹp, nó chất như nào, ván liền đấy, kỳ đẳng cấp luôn. Đối với những hàng cao cấp, nếu các bác nào mà muốn sở hữu những cái hàng cao cấp thì hãy đặt hàng, đừng đi mua hàng chợ. Rồi sau lại yêu cầu là hàng chất lượng cao thì em xin khẳng định các bác là sẽ không bao giờ có. Cái đồ mỹ nghệ này thì là gỗ tự nhiên, toàn bộ là gỗ tự nhiên, tiền nào của đấy, đồng tiền đi liền với chất lượng. Đấy là cái cam kết của công ty đồ gỗ Phạm Gia, luôn khẳng định với khách hàng trên toàn quốc, các bác tham khảo. Đấy là về tầng dưới. Và ở phần tầng dưới thì có một cái phần ở giữa này, thì khách hàng của bên Phạm Gia cũng đặt là ván liền và yêu cầu là cái phần này phải làm rất là đẹp và sạch kỹ để các cái thiết bị âm thanh. Ở đây sẽ có cái cửa kính lùa sang hai bên. Đấy.
Cái phần ở giữa này các bác lưu ý nhé, là sẽ là cái phần kính lùa sang hai bên, chứ không có làm cánh. Hàng thông thường người ta sẽ làm cánh, còn hàng này là làm kính. Đây là cái ván ở giữa đây, các bác thấy cái ván này cũng đều lọc lựa, một tấm ván liền, vân đẹp luôn, kỹ càng, rất là đẹp. Đến cái phần bệ, đây là cái phần chân bệ. Đối với hàng cao cấp thì hàng chân bệ bên em cũng làm này, đục tay luôn. Hàng đỉnh cao thì đều làm đục tay hết đây, từ hoa hồng này đều là đục thủ công. Nó khác với hàng đục máy, nên là các bác sẽ thấy cái độ khói sâu hơn này, bông hoa làm rõ nét hơn này, mềm mại hơn này. Đấy là cái sự khác biệt rất là rõ rệt khi sử dụng những hàng đặt. Và hàng đặt thì sẽ là không giống những cái hàng chợ trên thị trường, và tránh bị đụng hàng không giống hàng nào cả. Đó. Cái phần cột thì sao? Cái mẫu này mẫu kệ tivi cột nhỏ con sóc, nên là chính là kiểu gì cũng phải có cái hai cái chiếc cột này. Cái cột này, các bác nhìn thấy cái cột này bên em làm cũng to hơn. Họa tiết cũng là đục te, rất là nổi bật này. Quả dưa con sóc nhé, đây là quả nho con sóc này, đây quả nho này, con sóc này, đều là hàng đục te hết. Đây chỉ là mộc thôi, chưa hoàn thiện. Ở bên em đang làm kỹ đẹp như này rồi, thì khi hoàn thiện lên đánh dây giáp nhẵn mịn thì các bác, ngoài cái vẻ đẹp của họa tiết đục thì các bác sẽ nhìn cái đường vân gỗ nổi bật hơn, và nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy là tầng dưới, các bác tham khảo. Và phía bên trên, phía bên trên này nó sẽ có hai cái tủ. Đây, phía bên trên này sẽ có hai cái tủ trang trí ở hai bên. Đây. Đấy, để các bác tham khảo. Riêng phần tủ này nó đã to hơn so với cái mẫu thông thường rồi. To hơn ở phần nào thì các bác hãy nhìn kỹ cái phần khung cánh này. Đây. Cái phần khung cánh này em làm nó dày này. Dày hơn này. Khung cánh này em dày là 5 phân. Toàn bộ khung cánh làm dày 5 phân đấy. Lồng cánh, lồng kính này. Cả các cái xương đố này. Đây. Đẹp từ cái xương đố này luôn. Một siêu phẩm kệ tivi có 102 trên thị trường để các bác tham khảo. Xương đố này luôn. Làm rất kỹ nhé. Tấm hậu cũng đều được chọn lựa vân đẹp. Và hậu này sẽ dán kính vào. Em lưu ý là các bác cái hậu này thường sẽ dán kính vào. Đây là cái mặt này, cái mặt này là để trơn này, không dán gì, mặt này để trang trí luôn này. Vân được tuyển chọn lọc rất là kỹ càng. Đấy, các bác có thấy cái tủ nào nó đẳng cấp như này không? Một chiếc tủ trang trí bằng gỗ hương đá tự nhiên, 100% gỗ tự nhiên. Nên nó có giá trị bằng rất rất nhiều chiếc tủ khác cộng lại với độ cao cấp của nó. Đây. Bộ tủ kệ tivi này thì nó là không phải hàng phổ thông, nó là hàng đặt, nên là nếu bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với cả công ty đồ gỗ Phạm Gia theo số hotline đang hiện trên màn hình để được xưởng tư vấn chi tiết hơn. Đó. Và mẫu kệ tivi này xưởng đang được trưng bày tại kho của công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia, đây. Địa chỉ ở Đại Vĩ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Nếu mà anh chị em nào quan tâm có thể đến trực tiếp với xưởng sản xuất của công ty đồ gỗ Phạm Gia để tham khảo những cái sản phẩm tương tự. Xưởng xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng, và hẹn gặp lại anh chị em ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.